Thực hiện chương trình công tác năm 2022, ngày 28 tháng 10, Ban Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập mô hình chính quyền thân thiện tại tỉnh Bắc Giang. Trong năm 2021, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang đã chỉ đạo Ban Dân vận tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng mô hình điểm chính quyền thân thiện tại phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên. Thời gian thực hiện từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. Mô hình chính quyền thân thiện hướng tới các tiêu chí cán bộ thân thiện, hoạt động của chính quyền thân thiện và môi trường làm việc thân thiện với nhân dân. Theo đó, cán bộ chính quyền thân thiện trước hết là hình ảnh người đứng đầu gương mẫu thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân, công chức của chính quyền luôn có thái độ lịch sự thân thiện, cởi mở, gần gũi khi tiếp xúc với nhân dân, xử lý công việc thành thạo, chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo, hướng dẫn người dân, tổ chức đến làm thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, sớm nhất có thể, không gây phiền hà sách nhiễu người dân. Chúng tôi cho rằng là cái tác động hiệu quả tích cực nhất đó là làm chuyển biến cái nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới sự hài lòng của nhân dân và xây dựng một chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân, vì dân. Đoàn công tác đã thăm mô hình chính quyền thân thiện tại phường Thọ Sương và phường Dĩnh Kế thuộc thành phố Bắc Giang. Đây là những địa phương có cách làm sáng tạo bài bản trong việc bố trí sắp xếp cán bộ, cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, tiếp công dân tại các thôn vào 15 và 20 hàng tháng, huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất ở bộ phận một cửa. Để thực hiện được cái chính quyền thân thiện này thì chúng tôi thấy rằng là có một số những cái bài học kinh nghiệm là phải tập trung cao sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân phường trong cái triển khai kế hoạch, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chức là vì nhân dân phục vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và khắc phục kịp thời những cái tồn tại thiếu sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thế qua cái buổi làm việc thực tế, chúng tôi nhận thấy là với nhiều cái cách làm hay, cái việc giải quyết cái thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp được triển khai rất là nhanh, gọn. Tôi sẽ đem cái vấn đề này về nghiên cứu, báo cáo xin ý kiến thường trực tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh và mong muốn là sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Qua chuyến khảo sát, đoàn công tác đã học tập kinh nghiệm về việc khảo sát đánh giá hiện trạng các tiêu chí tại xã phường trước khi triển khai xây dựng mô hình. Việc chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện xây dựng cũng như việc duy trì giám sát sau khi mô hình ra mắt tại các xã phường thị trấn.